Các bạn mà da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu thì phải chăm sóc da rất là cẩn thận, bởi vì chỉ cần các bạn lơ là hoặc lười chăm sóc một vài hôm thôi thì da chúng ta sẽ lại xuất hiện mụn trứng cá. Bác sĩ sẽ chia sẻ cho các bạn các bước chăm sóc da dầu mụn giúp các bạn ngừa mụn và trị mụn hiệu quả hơn. Hãy cùng xem hết video này nhé. Chào mừng bạn đến với kênh của mình, dành cho những bạn lần đầu đến với kênh. Xin giới thiệu, mình là bác sĩ Mã Phượng, bác sĩ da liễu. Bác sĩ làm kênh này với mong muốn là chia sẻ kiến thức, giúp các bạn có một làn da đẹp hơn. Hãy đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau có một làn da khỏe đẹp hơn nhé. Các bạn mà da dầu mụn, thường ở trên da sẽ xuất hiện rất là nhiều dầu nhờn, lỗ chân lông to, và những cái nốt mụn nó chỉ chờ cái điều kiện thuận lợi để nổi lên bề mặt da thôi. Và để chăm sóc da dầu mụn được tốt hơn thì các bạn hãy cùng nhau thực hiện các bước skincare sau nhé. Bước 1 là làm sạch. Đây là cái bước đầu tiên và quan trọng nhất trong chăm sóc da mụn. Sử dụng tẩy trang hàng ngày. Việc tẩy trang sẽ giúp loại bỏ những cái bụi bẩn, bã nhờn và kem chống nắng ở trên da. Các bạn có thể dùng các dòng tẩy trang như là Bioderma, La Roche-Posay hoặc của Advair. Có một lưu ý là khi các bạn lựa chọn sản phẩm thì các bạn cần dựa vào tình trạng da của mình. Nếu như da dầu mụn nên da khỏe thì các bạn có thể dùng các dòng tẩy trang cho da dầu mụn được. Còn bạn nào mà da dầu mụn nên da nhạy cảm hoặc đang dùng các sản phẩm treatment thì chúng ta nên lựa chọn tẩy trang dòng da nhạy cảm. Bạn nào mà trang điểm thì chúng ta nên sử dụng tẩy trang dạng dầu, nó sẽ giúp làm sạch sâu hơn. Và lưu ý rằng các bạn cần phải nhũ hóa cẩn thận, vì nếu như không nhũ hóa tốt nó rất dễ nổi mụn. Vì đây là dạng dầu, nó dễ gây bít tắc lỗ chân lông. Thật ra các bạn nào mà da dầu mụn thì bác sĩ khuyên các bạn là không nên trang điểm đâu, vì nó làm cho cái tình trạng mụn chúng ta nặng hơn. Tiếp theo đó là sữa rửa mặt. Để vừa làm sạch sâu, loại bỏ bã nhờn mà không gây khô da thì chúng ta sẽ lựa chọn sữa rửa mặt dòng Cleansing Gel. Một số sữa rửa mặt các bạn có thể sử dụng như là sữa rửa mặt mụn Advair, Acne Care, Dermacol và của Floralex. Những cái sữa rửa mặt này nó thường thêm các thành phần axit salicylic giúp làm sạch sâu hơn và hỗ trợ ngừa mụn trứng cá. Sau khi các bạn rửa mặt xong thì cần dùng toner để cân bằng pH cho da. Khi các bạn sử dụng toner thì các dưỡng chất dùng ở bước sau đó nó sẽ hấp thu vào da được tốt hơn. Bác sĩ khuyên các bạn nên lựa chọn những cái toner cho da nhạy cảm thôi. Ví dụ như là toner của Bioderma Sensibio, toner La Roche-Posay nhạy cảm. Bởi vì những cái bước sau đó mà các bạn sử dụng các sản phẩm chuyên môn, nó sẽ hạn chế được cái tình trạng kích ứng da hơn. Bước 2 là tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết là bước không thể thiếu trong chăm sóc da. Vì da của chúng ta được tái tạo và đổi mới liên tục, những tế bào chết nó sẽ đẩy lên phía trên bề mặt da. Và đặc biệt các bạn da dầu mụn thì cái bước tẩy tế bào chết lại cực kỳ quan trọng. Khi các bạn tẩy tế bào chết, nó sẽ giúp cái lỗ chân lông thông thoáng hơn và hạn chế cái tình trạng bít tắc giúp ngừa mụn trứng cá. Có hai loại tẩy tế bào chết là tẩy tế bào chết vật lý và hóa học. Với các bạn da dầu mụn, các bạn nên dùng tẩy tế bào chết hóa học. Các bạn nên lựa chọn tẩy tế bào chết hóa học là BHA. Một số loại BHA thường được sử dụng như là BHA Obagi. Đây là BHA trong dung môi cồn, nó sẽ dễ thẩm thấu hơn. Tuy nhiên là sẽ phù hợp với các bạn mà da dầu mụn nên da khỏe. Hoặc là BHA Liquid của Parachoy. Đây là BHA mà trong dung môi dầu, nó sẽ hạn chế cái tình trạng kích ứng da hơn và các bạn da nhạy cảm vẫn có thể dùng được. Tuy nhiên thì sẽ khó thẩm thấu hơn vào da, nên khi các bạn sử dụng, các bạn cần massage trên da 1 đến 2 phút để nó thẩm thấu vào da được tốt hơn. Lưu ý khi sử dụng BHA, các bạn nên dùng 2 đến 3 lần trên một tuần thôi và dùng xen kẽ ngày với các loại treatment khác. Bước số 3 là dưỡng ẩm bằng serum và kem dưỡng. Những loại serum có thể dùng như là serum hyaluronic acid, nó cấp ẩm cho da, cấu trúc mỏng nhẹ, không gây bí da. Một số sản phẩm như là serum Skinavit, serum Vichy 89 hoặc là những serum niacinamide, nó giúp điều tiết bã nhờn, giảm dầu nhờn ở trên da, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông như là niacinamide của Parachoy hoặc niacinamide của Bretasa. Các bạn cũng có thể lựa chọn những cái serum phục hồi da chứa B5 peptide với những cái làn da nhạy cảm và đang sử dụng treatment mạnh. Còn kem dưỡng thì chúng ta có hai dòng kem dưỡng là kem dưỡng kiềm dầu và kem dưỡng phục hồi. Những bạn nào mà da đổ nhiều dầu này,
Nền da khỏe thì chúng ta sử dụng những loại kem dưỡng kiềm dầu như là Acne Care Cream, Flawless hoặc Dermacott. Còn những cái bạn mà da dở mụn, nhạy cảm hoặc là đang sử dụng những cái loại chuyên nguồn mạnh thì chúng ta nên sử dụng những loại kem dưỡng thiên về phục hồi da như là Cica Bio của Bioderma hoặc Hydra của Bioderma. Dù nó nhiều dưỡng hơn một chút nhưng mà nó sẽ không gây nhân mụn. Với những dòng dưỡng ẩm phục hồi này thì các bạn sẽ lấy một lượng kem dưỡng vừa đủ ra lòng bàn tay. Chúng ta sẽ xoa đều rồi mới áp lên mặt và vỗ đều. Như vậy thì cái lớp dưỡng nó sẽ mỏng nhẹ và đỡ nặng mặt hơn. Bước 4 là sản phẩm trị mụn. Với những cái tình trạng mụn ẩn thì các bạn sẽ sử dụng những lớp kem bôi mụn chứa retinoid như là Retinol, Tretinoin của Obagi, Deep Freeze, Glenzit MS. Tình trạng mụn viên thì các bạn có thể lựa chọn những sản phẩm sau để chống mụn như là Epiduo, Glenzit C, Benzoin Peroxide của Obagi. Để sử dụng các sản phẩm trị mụn hiệu quả thì các bạn cần được tư vấn từ các bác sĩ da liễu. Bạn nào mà đang bị mụn, hãy comment tình trạng mụn ở dưới đây để bác sĩ có thể hỗ trợ bạn nhé. Bước thứ 5 là bôi kem chống nắng. Các bạn da dầu mụn thường rất là ngại bôi kem chống nắng vì sợ nó bí da, nổi mụn. Tuy nhiên thì sự thật không phải như vậy. Nếu các bạn không bôi kem chống nắng thì tia UV nó tác động lên da và da của chúng ta lại tăng dày sừng hơn để bảo vệ da của mình. Khi đó lại càng bít tắc lỗ chân lông và gây nên mụn trứng cá. Ngoài ra thì kem chống nắng còn hạn chế tình trạng thâm sau mụn. Vì vậy mà càng phải bôi kem chống nắng hàng ngày các bạn nhé. Tiêu chuẩn lựa chọn kem chống nắng cho da dầu mụn cũng sẽ khác hơn so với các bạn mà da thường. Các bạn sẽ chọn kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 và PA 3 cộng trở lên. Trên tuýp kem có những cái dòng chữ như là non-comedogenic, oil-free, for acne skin sẽ phù hợp với các bạn có da dầu mụn. Và để chăm sóc da dầu mụn hiệu quả, chúng ta chỉ cần 5 bước skincare sau nhé. Bước 1, làm sạch. Bước 2, tẩy tế bào chết. Bước 3, dưỡng ẩm. Bước 4, sử dụng sản phẩm trị mụn. Và bước 5 là kem chống nắng. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn chăm sóc da dầu mụn được tốt hơn và để hạn chế cái tình trạng mụn trứng cá. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ nó đến với mọi người. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những kiến thức từ bác sĩ nhé. Bạn nào mà đang bị mụn, có thể là comment tình trạng mụn dưới đây để bác sĩ có thể hỗ trợ bạn nha. Nếu như các bạn cần tư vấn kỹ hơn, có thể inbox cho bác sĩ qua fanpage Bác sĩ Mã Phượng. Bác sĩ sẽ hỗ trợ cho bạn và đồng hành cùng bạn trong hành trình trị mụn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.